Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dạy các em toán lớp 9 sức chân trời sáng tạo. Chúng xem bài giảng Hề Liêm để các em khá dễ hiểu. Các em sau ấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 3 tính chất của phép khai phương chương 3 tiết 5 trang 51 nhé. Giờ tiết số 5 này mình sẽ làm 3 bài tập còn lại. Câu số 6 giúp gọn các biểu thức sau. Mình sẽ làm câu số 6, câu A trước. Mình sẽ viết lại cái đề trước. Căn bậc 2 của 5 nhân căn bậc 2 của 6, phía dưới là căn bậc 2 của 10. Giờ như vậy là tích của hai cái căn là các em gom lại thành căn của một tích. Như căn bậc 2 của 5 nhân 6 sẽ là 30, đúng không? Căn bậc 2 của 10 sẽ viết lại. Tới đây các em gom thành hương của hai căn bậc 2, các em gom thành căn bậc 2 của một hương. Giờ 30 chia 10 bằng 3, như kết quả cuối cùng là căn bậc 2 của 3. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu B. Mình sẽ viết lại cái đề chứ. Căn bậc 4, căn bậc 2 của 24 a à, lý khử 3. Phía dưới là căn bậc 2 của 6a. Giờ như là hương của hai căn bậc 2, các em gom thành căn bậc 2 của một hương. 24A lý khử 3 phía dưới là 6A. Giờ như mình sẽ ở đây là 6A như là 24 chia 6 được 4, A lý khử 3 chia A thì còn là A bình phương. Giờ như vậy là 4a bình phương, các em biết là 2a tất cả bình. Hoặc là các em tách ra là căn bậc 2 của 4 nhân căn bậc 2 của a bình cũng được. Đúng này. Căn bậc 2 của 4 là 2. Căn bậc 2 của a bình sẽ là giá trị tuyệt đối của a. Ở đây đề bài cho A lớn không, có nghĩa giá trị tuyệt đối A cũng là A không. Vậy A sẽ lớn, A lớn không, đúng không? Tiếp theo là câu C. Giờ mình sẽ viết lại cái đề. Đề bài cho là A sẽ nhỏ bằng 0 và B sẽ lớn hơn bằng 0 nhé. A bình phương B phía dưới là 27. Chỗ này các em giúp gọn chia tử và mẫu cho 3, đúng không? Như vậy phía dưới còn lại 9, 27 chia 3 được 9. Giờ phía trên các em viết lại. A bình phương B. Giờ chỗ này tách ra làm hai căn. Giờ A bình các em đang đem ra ngoài sẽ thành giá trị tuyệt đối của A.
Giờ căn bậc 2 của B các em viết lại. Căn bậc 2 của 9 là 3. Ở đây người ta cho là A nhỏ bằng 0 thì bỏ giá trị tuyệt đối khi dấu trừ phía trước. Có nghĩa là trừ A nhân cho căn bậc 2 của B. Và phía dưới số 3 viết lại nha. Vậy A nhỏ bằng 0. Giờ như là mình xong câu số 6 nha. Câu số 6 kem hiểu bài. Kem xong hết video thì biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 7. Câu số 7 cho hình chữ nhật có chiều rộng là A, chiều dài là B, tính diện tích F. Mình sẽ làm câu này chứ. Diện tích S của hình chữ nhật là như S sẽ bằng A nhân B. Giờ căn bậc A đây là căn bậc 2 của 8 nhân căn bậc 2 của 32. Giờ các em gom lại tích của hai căn bậc 2 gom mà là căn bậc 2 của ông tích. Giờ số 8 này các em giữ nguyên nha. 32 thì các em tách ra là 8 nhân 4. Đúng rồi. Giờ như 8 thì sẽ là 8 bình phương. 4 ở đây chính là 2 bình phương. Đúng rồi. Như vậy giúp căn bậc 2 sẽ được là 8 nhân 2 bằng 16. Đơn vị ở đây sẽ là diện tích sẽ là cm vuông. Đúng rồi. Tiếp theo là câu B. Tiếp theo là câu B, người ta kêu tìm B. B ở đây chính là chiều dài. Đúng rồi. Như vậy là mình sẽ đi tìm chiều dài B của hình chữ nhật nhé. Chiều dài B của hình chữ nhật là như ở đây mình có là S sẽ bằng A nhân B. Muốn tìm B thì nhân chuyển với là chia. Có nghĩa B sẽ bằng S chia A. Đúng rồi. B sẽ bằng S chia A. S ở đây người ta cho là 3 nhân căn bậc 2 của 2. Còn A người ta cho là 2 nhân căn bậc 3, 2 của 3. Giờ các em đẩy số 3 này vô căn. Đẩy vô sẽ thành 3 bình. Đúng. 3 bình nhân 2. Giờ số 2 này đẩy vô căn luôn. Sẽ thành 2 bình nhân 3. Giờ 3 bình phương là 9, 9 nhân 2 là 18. 2 bình phương là 4, 4 nhân 3 là 12. Giờ các em gom thành một căn, hương của hai cái căn gom thành căn một cái hương.
18 phần 12. Chỗ này các em giúp gọn. Giúp gọn chia tử và mẫu cho sáu đúng không? 18 chia 6 cộng 3. 12 chia 2 được 2. Đúng không? Như căn bậc 2 của 3 phần 2. Đơn vị ở đây sẽ là cm nhé. Giờ như là mình xong câu số 7 nhé. Câu số 7 các em hiểu bài. Các em xong hết video hãy các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 8. Câu số 8, từ một tấm thép hình vuông, người khảo cắt ra hai mảnh hình vuông có diện tích là 24 mét vuông và 40 cm vuông như hình số 4. Như vậy đề bài nói là một tấm thép hình vuông, người khảo cắt ra hai mảnh hình vuông có diện tích lần lượt là 24 cm vuông và 40 cm vuông như hình số 4. 4, tính diện tích phần còn lại của tấm thép. Mình quan sát hình số 4. Như vậy ở đây là một cái hình vuông. Người ta cho diện tích thì mình sẽ đi tính cạnh nha. Diện tích của hình vuông là cạnh nhân cạnh. Như vậy muốn tìm cạnh các em giúp căn bậc 2 của 40 là được. Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Cạnh của hình vuông có diện tích là 24 cm vuông là cạnh của hình vuông có diện tích 24 cm vuông là giờ mình sẽ giúp căn bậc 2 của 24 không? Giờ 24 này các em tách ra. 24 là 4 nhân 6, 4 chính là 2 bình phương. Như là 2 bình phương nhân cho 6, đúng không? Giờ các em sẽ đem hai bình phương này ra ngoài biến thành số 2. Như là 2 nhân căn bậc 2 của 6. Đơn vị sẽ là cm, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đi tính cạnh của hình vuông có diện tích 40 cm vuông lại. Giờ các em cũng giúp căn bậc 2 của 40. Ở đây chính là 4 nhân 10. 4 chính là 2 bình phương. Đúng không? Như là 2 bình phương nhân 10. Giờ số 2 bình phương giúp ra ngoài là 2. Còn là căn bậc 2 của 10. Đơn vị cũng là cm ha, đúng không? Giờ người ta kêu mình tính diện tích phần còn lại của tấm thép nhé. Diện tích phần còn lại của tấm thép này. Mình sẽ quan sát hình chữ nhật này thì mình thấy hình chữ nhật này có một cạnh sẽ bằng cạnh của hình vuông này và một cạnh sẽ bằng cạnh của hình vuông này. Hình chữ nhật phía dưới này cũng vậy, có một cạnh sẽ bằng cạnh hình vuông này và một cạnh sẽ bằng cạnh hình vuông này. Như vậy có nghĩa là hai diện tích của hai hình chữ nhật này sẽ bằng nhau. Và diện tích mỗi hình chữ nhật thì mình sẽ lấy cạnh cạnh này nhân cạnh này. Như vậy có nghĩa là hai nhân cạnh này sẽ ra kết quả khác, đúng không? Nhưng mà sẽ lấy 2 nhân cho cạnh này, 2
Cái này là 2 nhân cho căn bậc 2 của 10. Nhân cho cạnh này sẽ là 2 nhân căn bậc 2 của 6. Ở đây không có dấu, các em hiểu là dấu nhân nha. Giờ bây giờ mình sẽ lấy số nhân số căn nhân căn. 2 nhân 2 là 4, nhân 2 nữa là 8. Giờ hai căn bậc 2 là kem gom thành 1 luôn. Đúng rồi. Số 8 viết là căn bậc 2 của 60. Giờ 60 này các em sẽ tách ra tiếp. 60 sẽ là 15 nhân 4. 60 là 4 nhân 15, đúng không? Như vậy chỗ này các em sẽ biến đổi chỗ này luôn. 10 là 2 nhân 5, đúng không? 6 là 2 nhân 3. Như vậy ở đây sẽ là 2 bình phương nhân 15. Giờ các em 2 bình phương giúp ra ngoài là 2, 8 nhân 2 là 16. 16 nhân căn bậc 2 của 15. Đơn vị sẽ là cm vuông, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 8 nha, câu số 8 các em hiểu bài. Các em xong khích video hãy với các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dễ dàng và hiểu, bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem và em chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.